Xin chào mọi người, mình là bác sĩ Cường, mình đến từ công ty thẩm mỹ JC. Thì hôm nay mình sẽ có một ca lâm sàng về một chị. Thứ nhất là chị có làn da là không đồng đều, và thứ hai là làn da của chị đang có sự lão hóa, nên là mình sử dụng con CO2 Fractional này để giúp cải thiện các tình trạng trên làn da của chị. Đầu tiên thì laser CO2 Fractional là sự kết hợp của laser CO2 truyền thống với bước sóng 10.600 nanomet và công nghệ vi điểm. Thì cái nguyên lý của cái công nghệ này tức là tạo ra những chùm tia laser siêu nhỏ, giúp tạo ra những cái tổn thương hình trụ trên bề mặt da, từ đó giúp cho tăng sinh tái tạo và collagen của trong làn da sẽ được tăng sinh lên rất là nhiều. Cái công nghệ vi điểm này nó tạo ra những cái tổn thương xen kẽ những vùng da lành. Thì tùy thuộc vào cái tình trạng của làn da thì ta sẽ chọn những cái mật độ làm sao để tổn thương nó đạt cái hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra thì những cái vùng da lành ấy, thì nó sẽ giúp cho việc tái tạo và tăng sinh collagen tốt hơn để hỗ trợ một cách tối ưu nhất. Đấy là hiệu quả của công nghệ laser CO2 Fractional này. Bây giờ đã kết thúc liệu trình rồi, thì chị cảm thấy như thế nào sau liệu trình bằng CO2 Fractional với em? Thì thực ra mình thấy là lúc mà làm ấy thì có một cái luồng gió khá là mát, và làm xong thì mình thấy là chỉ có hơi cảm giác rát nhẹ thôi, chứ còn cũng rất là dễ chịu. Không biết là lúc này thì mặt có đỏ lắm không hay là như thế nào, bởi vì là không được soi gương. Nhưng mà mình hy vọng là sau liệu trình này thì từ 3-5 buổi mình có thể là có được một làn da trẻ đẹp hơn. Thì em có một số cái lưu ý nhé. Tức là sau khi sử dụng xong liệu trình ấy, thì chị nên chống nắng một cách tích cực cho em trong vòng tối thiểu là 1 tuần, và chống nắng tích cực hơn. Thứ hai nữa là những cái mày sau khi nó đóng lại chị không tự tay cậy nó bỏ nhé, mà để nó tự rụng một cách tự nhiên. Và thứ ba nữa là nên hạn chế tẩy da chết trong vòng 1 tuần nhé. Cảm ơn bác sĩ. Ok, cảm ơn chị. JC's Aesthetics, nhà đào tạo và chuyển giao công nghệ thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam. Hotline 0961341234.